dao đâu? Đây. Dao để chỗ nào? Ngăn để dao đâu? Nào, cho vào. Cho tao vào. Đúng rồi. Tiếp. À, thìa. Hết chưa? Nào, lại thìa tiếp à? Nào, lắp vào đây nào. Lắp được không? Ô, lắp hai cái thôi, lắp đồ khác. Còn cái gì nữa không? À, thế đĩa đâu? Đĩa bánh đâu? Mấy bánh đâu? Cho vào xoong chưa? Đúng rồi. Bánh để đâu nhỉ? À, xem nào. Nào. Bánh gì đấy? Đấy gọi là bánh gì nhỉ? Hamburger. Ủa, trong này có cái gì đấy? À, mì tôm à? Có là mì tôm kìa. Đâu, mì tôm ở đâu? Đấy, cái mì tôm bên này, ở trong trong này con vừa mở ra đấy. Đấy. Màu xanh xanh ở dưới chân con đấy. Ở trong đây này, hộp mì tôm như này. Đây. Đây, nhỏ nhỏ đây. Con vừa mở kính cửa ra đấy, đấy ở chân đấy. Không biết hộp mì tôm à? Màu xanh xanh kia kìa, cái bát xanh xanh ở dưới kìa. Ở dưới kìa, ở dưới chân kìa mà. Đấy. Mì tôm đấy. Đúng mì tôm không? Đây là hộp mì tôm mà gì nữa, cái hộp gì? Cháo. Cháo á? Đúng cháo không? Đúng cháo. Hết chưa? Hết đồ chưa? Rửa rau chưa? Không rửa rau à? Có biết rửa rau không? À, những quả có những quả gì nữa nhỉ? Bắp ngô, thứ này quả ngô. À, rửa chưa? Chắc rửa rồi đúng không? Quả trứng, quả cà rốt. Ôi, lên này quay không.